Chào các bạn. Bây giờ là 6 giờ 17 phút thứ bảy ngày 15 tháng 10 năm 2022. Tức là ngày 20 tháng 9 năm Nhâm Dần. Cách lập đông 2-3 ngày. Vậy u hồng nhà mình đã chuyển sang màu bánh tẻ rồi. Những cái này khoanh cực kỳ đẹp rồi. Nhưng các bạn muốn chắc chắn nó không hao hụt chết chóc cây, các bạn để thêm mấy ngày nữa cho chuyển sang xanh đậm đi chúng ta khoanh. Nếu như mọi năm mà trời ẩm ướt, chúng ta khoanh muộn, sợ nó nhú lọc. Nhưng năm nay thì vô tư, kể cả nhú lọc rồi chúng ta khoanh cũng không sao. Bởi cái vải tháng 3 nhỏ nhỏ bên kia nó ra lộc cùng với cái vải tháng 3 to bên này. Nhưng cái vải tháng 3 to bên này khi mình khoanh, lộc nó mới chuẩn bị ban. Một thời gian sau, mình làm video mà nhiều anh em chia sẻ khoanh lộc non đỏ vải nó chết đấy. Thì đúng một tháng sau là ngày mùng 3 tháng 9 đến mùng 3 tháng 10 mình khoanh. Khi lộc nó nhú nó đều thui. Bởi vì chúng ta khoanh vải phải tùy thuộc vào thời gian, thời tiết. Nếu như thời tiết hanh khô thì nó khoanh chứ phải thụt đi. Đấy. Bây giờ mình để sẵn mấy thang ở đây rồi. Mình mời các bạn lên xem thử những cái lá vải khi mình khoanh lộc nó còn non, mới ban tở và lộc màu nõn chuối. Sau hôm nay là ngày 15 nhỉ. Gọi là tháng vừa rồi, tháng 31 nhỉ, có 31. Rồi cứ gọi 30 ngày đi. 30 ngày. Mới mùng 3 đến mùng 3 tháng 10 một tháng. Đến nay gọi là hơn 40 ngày. Xem nào nha các bạn nhé. Khi lành khoanh non đỏ nhưng nó vẫn ra thêm một tí độc này. Đấy. Như lọc nó khô rồi. Nó đanh lại. Bởi vì vải mình nó chưa xanh bánh tẻ. Mình khoanh cho lá nó không to nữa. Một thời gian sau lá nó vẫn dày bình thường này. Dày nó cứng đanh này. Vải này không khéo, một thời gian nữa có hoa rồi các bạn ạ. Nó có hoa. Mỗi năm mình phun HTC cho nên mình không phun các bạn nhé. Mỗi năm mình khoanh xong mình thường mình trước khi ra hoa 45-50 ngày mình phun HTC. Nhưng mấy năm nay gần đây giá cả thị trường vải vóc nó cũng rẻ, mình hạn chế đầu tư nhất. Năm nay mình bỏ cây này mình không khoanh, mình không phun. Như thế một phần, cái nữa là năm nay thời tiết rất thuận cho ra hoa cho nên mình bỏ luôn. Thậm chí mình bỏ tất cả các loại phun kích ức chế lọc luôn. Tuy nhiên trong video này mình lại sẽ chia sẻ với các bạn về các loại sản phẩm ức chế phun kích và làm lọc mau thành thục. Bởi vì mình làm video thì nhiều lắm, chỉ quay đi quay lại mấy cái vải thôi. Nhưng mà hôm nay mình xem video của mình làm hơn 2.400 video rồi. Bởi vì các bạn chia sẻ cho mình làm lại. Vì là video mình nhiều quá. Cứ ai thắc mắc gì mình làm video cho nên các bạn lại không xem được. Cho nên mình lại làm lại. Chỉ là video cũ, chỉ là ý kiến cũ mỗi năm. Thì vấn đề mình ví dụ như kích lọc đi, phải kích lọc thì những cái vải này cách đây 2 tuần mình đã tỉa thưa, bấm tỉa thưa này, bấm ngắn, rắc phân, phun thuốc sâu, phân bón lá, dầu đạm, kích lọc. Tuy nhiên giả sử đến thời điểm này mà các bạn cảm thấy muộn hoặc trời âm u, trời nó khô hanh quá không ra lọc kịp thì các bạn dùng thêm kích thích nhé. Hãy kích thích. Thì hôm qua mình đã sử dụng cái kỹ thuật là tưới phun sương. Thì tưới phun sương rất là hay. Bởi vì thời tiết nó khô hanh thì chúng tôi phun sương tạo bầu không khí ẩm. Hoặc là hôm nay chẳng hạn như sau một đêm trời sương rất lạnh, chúng ta lại tưới rửa xương để cho nó đỡ cái giá rét đó, rồi là cung cấp độ ẩm cho cây thì cây vải nó sẽ ra
lọc nhanh hơn. Thì đấy là chúng ta sử dụng các biện pháp kỹ thuật tưới phun xương. Ngoài ra chúng ta dùng kích thích thích. Kích thích đơn giản nhất là chúng ta dùng GA3. Thì mình vẫn để lại cái bao bì cũ, tất nhiên để sau một thời gian nó bị cũ rồi. Ví dụ cái loại này là kích thích nó mạnh và cao nhất. Chứ là bom flare. Trong bom flare thì nó có 3 cái chất kích thích sinh trưởng. Đâu mà xem mày còn đọc nổi không? Nó nhòe mất rồi. Chính là ribavirin, auxin và cytokinin. Ba cái chất kích thích sinh trưởng. Bởi vì trong các chất hormone thực vật thì có 5 chất. Chính là mình vừa đọc xong. Ví dụ như là ribavirin, auxin, cytokinin là ba cái chất kích thích sinh trưởng. Và hai cái chất ức chế sinh trưởng đó là ethylene, hay ethylene, hay ethylene và axit abosic. Thì mình không thấy axit abosic trong sản phẩm nào. Nhưng trong sản phẩm này nó có 3 chất kích thích và một chất ức chế. Cho nên cái này nó kích thích cực mạnh. Đấy, nên thế nhá. Vậy là nếu quá muộn, rắc đạm, rắc NPK dầu đạm, tưới phun xương, rồi dùng kích thích. Khi phải chúng ta nhũ lọc đều, thì chúng ta lại sử dụng một số sản phẩm. Ví dụ như là cái sản phẩm 10-60-10 này. Thì trong 10-60-10 này thì có 10 đạm, 60 lân và 10 kali. Ở đây có lân, nó làm cho lá vải nhanh mau thành thục. Hoặc chúng ta dùng sản phẩm NPK dầu kali, ví dụ như là 7-5-4-4. Thì trong 7-5-4-4 nó có 7 đạm, 5 lân và 44 kali. Nó cũng giúp cho lá vải già và mau thành thục. Hoặc một sản phẩm tiếp theo đó là MKP. Đây, MKP. MKP nó gồm có 52-34, 52 lân và 34 kali, chứ nó không có đạm cho làm lá vải mau thành thục. Đấy, như thế nhá. Còn đến thời gian mà nó muộn rồi thì chúng ta phải khoanh sớm, và chúng ta có thể dùng thêm cái sản phẩm cuối cùng này, đó là HTC. Đấy. Thì HTC này nó cũng tác dụng là ức chế đọt phát triển, làm bộ lá mau thành thục và thúc đẩy ra hoa đồng loạt. Đấy. Tạo mầm hoa, vân vân. Thì mình vừa nói xong, đó là với những cây vải chúng ta phải kích muộn, chúng ta sử dụng các sản phẩm như vậy đều có tác dụng như vậy. Còn đây là cây vải Thanh Hà thì chẳng có gì cả, già chúng ta khoanh. Vải Thanh Hà bây giờ đang chuyển đoạn chuối này, cứ già khoanh thôi. Chúng ta để già chắc khoanh nhé. Riêng năm nay trời hanh khô da rét này, các bạn không lo da lộc đâu. Chúng ta khoanh một lần duy nhất, không lo da lộc. Nếu các bạn quan sát, tại sao mình bảo chia sẻ các bạn, nếu các bạn khoanh kỹ thuật như của mình thì các bạn khỏi phải lo da lộc. Mình chỉ ví dụ mấy cây vải tháng 3 này, mình khoanh từ thời gian mùng 3 tháng 9 đến nay là gọi là tháng rưỡi đi, nhưng chẳng có chuyện da lộc đâu. Còn những cái vải tháng 3 các bạn đã quen, mình gọi là vải che nhà. Ở dưới mình còn dâm cây cảnh cơ. Mà dâm cây cảnh này các bạn biết rồi, mỗi ngày mình tưới một lần. Vậy đất của mình nó cực kỳ ẩm ướt, tại mình không lo da lộc. Thì các bạn cứ khoanh như của mình thì các bạn khỏi lo da lộc. Còn vấn đề mà da lộc thì với năm nay trời hanh khô da rét, chúng ta kích nó còn chẳng ra, chứ nói gì chúng ta đã khoanh, cho chúng ta yên tâm, chỉ khoanh một lần duy nhất. Thì năm nay tới thời điểm này, bất cứ một loại vải gì, u hồng, u trứng, thanh hà, vải thiều, chúng ta đều khoanh được hết. Nếu như mọi năm, từ năm 20 hay trở lại đây, thời tiết mùa đông nó có một đặc điểm là đầu mùa đông bao giờ đến sớm, trời hanh và trời ẩm ướt nhiều. Thì năm nay có một đặc trưng là trời năm nay lại hanh khô, giá rét, giống như năm 2017-18. Kết quả năm 2017-18 là vải chúng ta được mùa to. Còn năm 20-21 thì nó chỉ rét mấy hôm, thời gian Tết Dương Lịch cũng được mùa to. Còn chưa năm nào được mùa to như năm 21, bởi vì mấy năm 20-21, Tết Dương Lịch 30, mùng 1, mùng 2, mùng 7, mùng 6, mùng 7, mùng 8 gì đó, mấy hôm mà của năm 21 ấy, giá rét khủng khiếp, dẫn đến vải được mùa lớn. Còn năm nay từ giờ trở đi nó giá suốt tháng 12, sang nửa tháng 1, sang đến nửa tháng 2 dương lịch. Tức là chúng ta xác định
rét đến khoảng 20 hết tháng giêng. Rét hết tháng giêng của sang năm. Thì vải sang năm còn to được mùa chứ không được mùa to các bạn nhé. Cho nên các bạn khoanh thoải mái đi. Đấy. Thì bây giờ cụ thể mình quay những cái vải cụ thể. Ví dụ à mình quay mình nói hết rồi nhỉ? Mình sớm các sản phẩm như nào rồi? Mình đã quay nói hết rồi nhỉ? Bây giờ nói lại thì thừa thôi. Mình cụ thể đây. Ví dụ nhiều bạn trong Tây Nguyên là cứ lo là bây giờ vải còn non không không kịp để ra lộc, à không kịp lộc già chúng ta để hoành thì chúng ta phun ba sản phẩm như mình vừa nói nhé. Vẫn là NPK dầu kali này hoặc là MKP nhé. MKP. MKP. Thôi mình nói xong bây giờ mình chụp cho các bạn xem nhé. Vẫn thế thôi, rồi mình nói mãi thế quay lại thôi. Xong là không thì ngày nào cũng thành như ngày nào cũng nói ra giả suốt. Bây giờ mình chụp các sản phẩm các bạn xem. Để về nhà cho nó bày cho nó sạch sẽ một tí. Thôi bày luôn đây nhé. Về sản phẩm này toàn sản phẩm bị bẩn thôi. Mình phải lấy sản phẩm cũ các bạn nhé. Thôi rồi thằng nào cũng về nhà. Không mọi năm mình phải đi mua nhiều khi không có. Cho nên mình năm nay năm ngoái mình nhớ mình tích lại. Đây mình đeo hẳn một cái bao đi. Đeo hẳn một cái mũ đi. Sản phẩm này lại đèn sang năm mình quay lại. Mình đến đâu mình rút đấy. Rồi. Các sản phẩm các bạn tham khảo nhé. Nếu các bạn mà đầu tư được mà vải chúng ta bán được đắt, các bạn vải trong Tây Nguyên đấy, thì mình vẫn nói lại thời vụ của vải. Tất cả loại vải nó ra hoa u hồng, nó chỉ đúng đặc trưng đặc điểm riêng của Việt Nam mình là ra hoa đúng thời gian là cuối tháng 12 đầu tháng 1. Vậy chúng ta nếu bao giờ các bạn mà khoanh rồi là các bạn khoanh giữ lộc thôi, chứ không phải các bạn khoanh làm quả. Và thời gian ủ hoa nó chỉ cần 35-45 ngày thôi. Vậy chúng ta chỉ cần giữa tháng 11 chúng ta khoanh. Làm nào làm lộc chúng ta giữa tháng 11 là chúng ta thành thục của bánh tẻ, chúng ta khoanh giống cái vải đầu tiên của mình ấy. Thì bây giờ là giữa tháng 10 của một tháng nữa. Nếu các bạn khoanh xong và chỉ cần phun duy nhất một lần này, thì phun cái này nó có mấy ưu điểm như mình vừa nói rồi cầm video. Cái này nó là cái ethylene, nó ức chế sinh trưởng, nó làm lá mau thành thục. Nếu vải chúng ta có nguy cơ ra lộc thì phun vào nó ức chế sinh trưởng này, làm lá vải mau thành thục, cho lộc non này, lộc hồng hồng này, chúng ta nó dài nhanh. Còn lộc non kim kim lá chè hoặc là như lá tôm người gọi là như lá chè ấy, hoặc là mấy nhú thì nó diệt đi. Đấy. Và tất cả nó đều có tác dụng là kích thích quá trình hình thành mầm hoa và ra hoa bởi có chất ethylene. Các bạn người ta dùng trong dứa nhiều nhé, đấy ethylene. Thì chỉ phun một lần duy nhất. Một lọ này 500ml pha cho 200ml, phun một lần duy nhất thôi nhé, đừng phun lần hai. Đây sản phẩm này. Còn chất ức chế thì không chất nào mạnh như thế này nhé. Nếu những năm mà thời tiết ẩm ấm thì chúng ta chỉ phun này thôi. Còn trời hanh khô như năm nay các bạn phun cái này cũng tác dụng nhé. Mình ví dụ năm 2020 nhà mình làm hoa vải thì có mấy cây vải này này. Nó ra sớm, ra ổn rồi. Còn một cây giữa cột điện ấy, mình khoanh vải ấy. Thì khi nó ra đến giai đoạn mình muộn rồi, mình đã phun cái này để mau thành thục, thì cái lộc non nó vừa nhú nó bị teo đi, xong thành hoa luôn. Đấy nhá. Vậy gặp những năm trời hanh khô như năm nay nhé, các bạn dùng cái này cũng diệt lộc được nhé. MKP 52 lân và 34 kali đấy, cũng diệt lộc được. Có những sản phẩm này, thì ở đây nó là phân. Kali, NPK là phân, còn cái này là cái ức chế hormone nhé. Cái hormone nó khỏe hơn. Trời đang mưa chúng ta, hoặc là mưa chúng ta phun ẩm ướt phun cái này đều diệt. Nhưng cái này chỉ những năm trời tiết hanh khô phun hiệu quả thôi. Còn đây là dầu lân. Lân thì nó kích thích quá trình hình thành mầm hoa. Có một sản phẩm này nữa, ví dụ như kích phát tố hoa trái thiên nông. Đây, cái này là kích thích. Đấy, nó rất tốt nhé. Còn đây là kích thích. Chưa kích thích, đây. Các bạn quan sát mình xếp một loạt. Có một sản phẩm này. Cũng là sản phẩm làm hoa tốt nhé. NPK đây. 6, 3, 6, 3, 6. Tức là 6 đạm.
36 lần, 36 kali. Đây mình các bạn quan sát lại. Bây giờ mình chụp cái ảnh này các bạn quan sát nhá, là mình nền video. Hai các sản phẩm. Có lẽ mình nói trong một thời gian ngắn nó chưa được lưu loát hoặc là có gì phương pháp thì các bạn quan sát kỹ và các bạn kéo lại cái video cũ mình nhé. Thì mình nói đi nói lại như vậy mà thôi. Nó không phải mình ngồi mình viết ra mình chỉnh sửa rồi mình đọc cho nên nó sẽ bị vấp váp rất là nhiều. Đấy. Đây mình nói lại đây. Để nói lại cái nữa không sợ mình mới quên. Cái này phun trước khi ra hoa 45-50 ngày. Tối thiểu 35 ngày. Rồi. Cái này lộc non mà muốn nhau thành thục thì chúng ta phun hai cái này với cái này cũng được. Đây nhá, cái này là ức chế lộc nhá. Ức chế lộc chứ không phải kích thích đâu. Còn cái này 10 so với 10 là chúng ta vừa ức chế lộc vừa kích thích hoa nhé. Cái này cũng giống như MKP. Đây. Còn hai cái này là cái kích thích. Thì các bạn để đảm bảo thì các bạn trước khi 45 50 ngày các bạn phun cái này. Đấy, phun xong. Mà còn sợ nữa, các bạn sợ dùng cái này nó bị ngủ, bị nghẹn thì chúng ta dùng cái này được, năm nay chạy hạn chúng ta dùng cái này. Dùng cái này nhá. Pha bằng mát phun đẫm thì được ức chế lọc được. Thậm chí lọc đang nhú nó diệt được lọc cơ nhưng mà với điều kiện trời hạn nó khô nhá. Còn cái này là trước khi ra hoa thì chúng ta phun khoảng độ hoặc là chúng ta thấy vải người ta nhú hoa, bao hoa thì chúng ta phun. Cái này kích thích hoa. Thì nó lân khá cao, đạm và kali nó thấp. Thì cái này kích thích hoa nhá, lân nhá. Hoặc là bây giờ khi vải chúng ta chuẩn bị ban đấy thì chúng ta phun lại tốt. Thôi thế nhá, mình nói mãi vậy thôi. Cảm ơn bạn xem video.